Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Ngày hôm nay mình sẽ chơi thử tựa game Liên Quân trên chiếc Sharp Aquatic Combat R701SH này nha các bạn. Ở phần cài đặt thì độ phân giải mình để ở mức cao, chất lượng hình ảnh trung bình, FPS mình để cao luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ vào game luôn. FPS đang là 60. Để xem lát nữa nó có ổn định không nha. Rồi ok. Cái FPS thì mình thấy nó dao động từ 59 tới 60 nha các bạn. Rất là ổn định luôn. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.